Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đang theo dõi những diễn biến trong tiểu thuyết Minh Sư của nhà văn Thái Ba Lợi. Đoan quận công Nguyễn Hoàng tự mình lãnh đạo một cánh quân đánh thẳng vào cầu ngòi. Ông nhanh chóng chiếm được đại bản doanh của địch. Tối hôm đó thì có tin Mỹ Lương bị chém đầu, thủ cấp được mang về để chỉnh đoan quận công. Trong trận chiến này, rất nhiều tướng lĩnh thuộc hạ chiến đấu dũng cảm. Đáng chú ý nhất là Trương Thị, vợ của Trương Trà. Khi chồng hy sinh, đã thay quần áo đàn ông lên voi chiến thay chồng. Quay trở lại hiện tại, hai ngày thăm địa danh trà bát ái tử để lại cho nhân vật thành nhiều cảm xúc. Những quốc lộ xe cộ đông đúc kia từng là chiến trận giữ đất hơn 400 năm trước của đoan quận công Nguyễn Hoàng. Trong những ngày nghỉ tại chùa Sắc Tứ, Thành có dịp trò chuyện về sự nghiệp của ngài đoan quận công với một ông già. Trong lúc này thì chị Tư Trà về Quế Sơn để gặp ông đại tá viết sử. Quý vị cùng theo dõi bước chân của các nhân vật trong tiểu thuyết Minh Sư của nhà văn Thái Ba Lợi qua giọng đọc nghệ sĩ Hải Yến. Tác phẩm vinh dự nhận được Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2014. con đò nhỏ ngược sông Thu Bồn cập bến Trung Phước. Không hiểu vì lý do gì mà chị Tư Trà đi Quế Sơn bằng một hành trình phức tạp như vậy. Ngược với con đường mà các nhân vật của thành xuôi sông từ hòn kẽm đá rừng xuống. Vì chị Tư đi một mình nên chẳng ai hỏi chị lý do. Chị Tư Trà nói với người chủ đò rằng tuy sống ở bên sông Thu Bồn nhưng mấy khi được ngược sông đâu. Ở chợ Trung Phước sau khi mua một ít trái cây từ vườn làng Đại Bình bên kia sông, chị Tư bắt xe thổ đi về phía đèo le. Cháu cho cô lên cái quán chính giữa đèo ấy. Chị Tư nói với anh chàng xe ôm mới khoảng 20 tuổi. Cô lên đó, rồi có quay về lại không ạ? À? Nếu cô quay lại thì cháu tính giá khác. Không, cô còn ở đó chưa biết lúc nào về. Đường từ Trung Phước qua đèo Le, sang huyện Lị Quế Sơn đã được sửa sang lại, khác hẳn với con đường mà chị Tư Trà đã đi mấy năm trước. Nền đường đắt cao hơn, cả tuyến được trắng nhựa, không còn các ổ gà ổ trâu. Thùng lũng quế lộc mà con đường đi qua trước khi lên đèo đang mùa lúa chín, xe chạy giữa một thảm vàng rực rỡ. Bên phải là đồng khe canh, căn cứ của Nghĩa hội Quảng Nam do Hương Lộ tự khanh Nguyễn Duy Hiệu lãnh đạo trong những năm 80 của thế kỷ 19 bên trái là núi Hòn Đen, dân quanh vùng thường gọi là núi Chúa. Dưới chân núi phía duy xuyên là thánh địa Mỹ Sơn. Chị Tư Trà cũng đã có đến đó khi đi theo đoàn khách ở Sài Gòn ra. Con trai lớn của chị, một viên chức trong ủy ban nhân dân tỉnh, đã ghép chị vào đoàn tham quan này. Cảm nhận của chị trong chuyến đi đến Mỹ Sơn lần đầu ấy là những viên gạch những đống gạch ở đây có gì đó rất khác với những viên gạch, những đống gạch mà chị từng biết trong đời. Có thể vì vậy mà người ta từ nhiều nơi trên thế giới này nườm nượp đến Mỹ Sơn vì một sức hút vô hình. Chắc gì trong dòng người đông đảo hành hương vào thánh địa có mấy ai hiểu được nó. Chị Tư dừng lại đúng vào cái quán đỉnh đèo le, nơi có con suối chảy từ trên đỉnh xuống nên có người gọi là đèo nước mát. Quán đang vắng khách, chị Tư trả tiền xe thồ rồi vào quán kêu một chai nước suối. Quang cảnh quán lưng đèo giờ đã khác xa với 40 năm trước, con đường nhựa rộng trước quán khác hẳn với con đường đất trước kia chỉ vừa một cỗ xe đi. Ngọn suối chảy từ trên cao xuống cũng được sửa sang với cái cống lớn, nước suối không tràn qua đường cây cối tốt tươi hơn dù nó mới được trồng lại vài chục năm nay. Trong chiến tranh chống Mỹ, Đèo Le là nơi chiến sự ác liệt. Ngày đêm chịu đựng bom pháo của quân Mỹ muốn cắt đứt con đường huyết mạch từ Trung Du xuống Đồng Bằng. Con đường mà gạo, muối, thực phẩm, thuốc men theo đó lên chiến khu và những đoàn quân giải phóng theo đó đánh vào các đơn vị quân Mỹ đóng trong thung lũng Quế Sơn. Thời đó, từ chân lên đến đỉnh đèo không còn bóng một cây xanh đất đá bị bom pháo quật lên lật xuống cả ngày lẫn đêm nếu đứng dưới đồng bằng nhìn lên ai cũng nghĩ con người khó qua nổi con đường máu lửa này nhưng những đoàn quân vẫn qua đèo le giữa hai đợt pháo bầy hoặc bom tọa độ để cõng gạo cáng thương hành quân tập kích đồn địch những điều này chị tư trà đã nghe anh em kể nhiều lần đến nỗi có lúc chị tưởng rằng mình cũng đã từng chứng kiến những trận bom pháo ác liệt ấy. Gần 40 năm trước, bước ngoặt của cuộc đời chị lại diễn ra ở cái quán lưng đèo này. Và thường những điều mà cuộc sống không đưa lại cho người ta điều họ mong muốn thì sẽ có rất nhiều chữ nếu đeo bám họ suốt cuộc đời. Năm ấy, chị Tư đã theo anh Hai đến đây để chuẩn bị lên đường tập kết ra Bắc, nói là ra Bắc thực ra phải đi về phía nam, vào Bình Định, nơi có những chiếc tàu Ba Lan ở cảng Quy Nhơn chở bộ đội, cán bộ, đồng bào tập kết. Đèo le thời kháng chiến chống Pháp nổi tiếng vì hai cái quán. Quán hớt tóc của một trí thức tham gia kháng chiến quê ở Dinh Trấn Thanh Chiêm. Ông giỏi chữ Hán và tiếng Pháp, đã viết những chuyện ngắn đăng trên báo trước năm 1945. Một quán nữa vừa là quán ăn, vừa bán đồ tạp hóa của gia đình một ông nhà thơ. Chị Tư nghe nói sau này những người ấy đã rất nổi tiếng trong văn đàn, lĩnh vực mà chị chẳng mấy quan tâm. Đêm hai vợ chồng chị Tư bàn bạc chuyện đi hay ở, nơi cái quán mà chưa biết chủ quán là ai. Anh hai mắc hai cái võng song song, ngồi xuống thử từng cái một. Khi hai người nằm gọn trên võng, anh nói. Cấp trên có ý hai vợ chồng mình sắp xếp mọi chuyện, rồi cùng vào quy nhơn đi chuyến đầu tiên em tính sao chị tư nằm võng chưa quen nên lại ngồi dậy cấp trên tính sao thì mình nghe vậy nhưng nếu em được tính thì em lại tính khác anh hai cũng ngồi dậy em tính cách sao anh ra bắc cũng chỉ hai năm là trở về nếu hai vợ chồng mình cùng đi thì công việc cả hai bên nội ngoại lấy ai đỡ đần em cũng chưa hoạt động chi nhiều có ở lại đối phương cũng ít để ý. Anh hay tỏ ra trầm ngâm. Hai năm cũng không dài mà cũng không ngắn. Cũng có chuyện hai năm chưa xong chưa về được. Nhưng nếu biết đâu, chưa đến hai năm mình lại đã trở về. Một người đàn ông chạc gần 50 từ trong bếp bước đến chỗ hai vợ chồng chị Tư. Trên tay ông cầm một bình trà. Nào, anh chị uống với tôi một chén trà. Không mấy khi có khách ngủ lại đêm ở lưng đèo này. Mà đêm nay khách là vợ chồng vệ quốc mới vui làm sao? Uống đi, tôi không phải là chủ quán đâu mà sợ phải trả tiền. Chị Tư Trà lễ phép hỏi, vậy bác là người ở miệt nào đến đây ạ? Tôi cũng là người xứ Quảng Mình, quê Hội An, nhưng lưu lạc nhiều nơi rồi, làm nhiều nghề rồi, nhờ theo kháng chiến mà về lại quê mình, nhưng cũng chỉ vài tháng nữa là lại xa quê anh hai ghé sát vào người vừa đến hỏi nhỏ bác cũng đi tập kết à ừ nhà tôi cũng đang tính ai đi ai ở đây tôi ngó chừng anh chị cũng đang phân vân ai đi ai ở phải không bác tài thật đấy rồi trong đêm đó ba người to nhỏ với nhau cho đến lúc gà gáy sáng ra chị tư quay lại trung phước để đón đò về xuôi còn anh hai thì theo đơn vị hành quân vào bình định chị tư coi cái đêm ở đèo le ấy đã là một mốc lớn trong đời chị trong cuộc đời anh hai chị quyết định ở lại không cùng chồng tập kết ra bắc khi chia tay chị còn đọc được bài thơ viết trên cái nong tre treo trước cửa quán từ nay đường bớt quạnh hưu lại qua có quán lưng đèo nghỉ chân quà quê vài món thanh tân chỗ ngồi đơn giản một sân cỏ vườn. Còn bây giờ, ngồi ở quán lưng đèo và lúc đã gần tối, chị Tư lại nghĩ về những ngày ở Hà Nội, những điều chị đã nói và làm cùng với Thành mấy tháng nay. Tất cả những việc tưởng như rời rạc đó có liên quan gì với nhau không? Cả cái chuyện Thành giờ này còn lân la ở ngoài Quảng Trị có gì là liên quan đến cuộc đời chị cái quán lưng đèo cách đây mấy chục năm gắn với cuộc đời các ông nhà văn nhà thơ đã từng sống ở đây. Buổi sáng chia tay anh hai và cái đêm anh hy sinh ở trên cánh đồng mía phía tây đường 1. Ngay đến cả sự nghiệp của một ông chúa khai sinh ra Triều Nguyễn hình như cũng có liên quan đến những điều chị đang muốn biết thêm về con đèo này. Chắc vì lý do đó mà đêm nay chị sẽ ở lại đây. Nhưng có một điều chị ít nói với ai về cuộc đời riêng của chị khi anh hai không trở về sau hai năm như quy định trong Hiệp định Geneva. Lại cái dự định cùng chị Lộc, những người có chồng chết trận, không phải một phía mà cả hai phía sẽ làm một việc gì đó để dịu đi nỗi đau của nhau, thì đến người thân thiết như Thành, chị cũng chưa thể nói ra trong lúc chị tư trà ngồi ở quán lưng đèo để nhớ về những kỷ niệm cũ của đời chị rồi lại quán chiếu xem những điều ấy có liên quan gì với những điều thành quan tâm hay không thì ở ái tử thành lại lần theo những điều mà ông già ở chùa tịnh quang nói với anh về vị nữ thần ở dòng nước thiêng có công phù hộ nguyễn hoàng đánh quân lập bạo những giai thoại quanh câu chuyện này và tiếng trào trạo trong đêm đoan quận công nghe được trên sông ái tử đã theo thành từ lâu ngay trong đêm cùng thức với bậc tịnh nhân dưới hiên chùa và những ngày sau đó cùng ông già lội qua các địa danh hai bờ sông thạch hãn thành có ý định tái hiện lại câu chuyện mà nhiều người đã biết nó sẽ có khác đi đôi chút so với những điều anh đã từng nghe từng đọc mới sáng, mà nắng như đỏ lửa trên con đường thiên lý, chạy qua hồ xá, cách ái tử hơn 20 dặm về phía bắc. Cái nắng tháng 7 này cộng với gió tây nam thổi từ Lào qua, có thể làm đất đá cây cối đến con người cũng sẽ khô khốc vì mồ hôi mới ướt đầm áo rồi lại khô ngay. Vào năm Hồng Phước thứ nhất đời Anh Tông, 1572, trong một khu đất cạnh đường ruộng lúa mới khai phá nằm sen với rừng già, mọc lên trại quân với những lán làm vội bằng cây rừng, cái lợp lá, cái phủ cỏ tranh. Đó là bản doanh của lập quận công lập bạo vừa kéo quân từ Hải Dương vào. 60 chiến thuyền trải qua gần 10 ngày đêm ngược gió, ngược con nước, vừa đổ bộ lên bãi biển cát mịn như nhung lơ thơ mấy xóm trài hiu hắt. Vào lúc đúng ngọ, nắng gió sát mặt, lập bạo cho quân đội của mình tiến vào chiếm các đồi cao. Quân lính từ Hồ Xá hạ trại dần về phía nam đến tận xã Lăng Uyển. Trung quân đóng gần mạn thanh tường, cờ xí cắm trên nóc trại phô trương thanh thế của đội quân mới đến đất này. Lập bạo ngồi trong cái trại lớn cỏ tranh. Ông là một người tầm thước có dáng vẻ quan văn hơn quan võ. Nhưng từ nhỏ đã thích bày mưu tính kế đánh nhau với các đám trẻ khác làng thường hỏi kế của người rồi lấy cái hay của họ làm kế của mình ông giao du rộng rãi nhưng đa nghi không tin hẳn vào ai ít có bạn tâm giao chỉ có cộng sự trong công việc thường xong việc thì nhạt tình người thích xử thế sòng phẳng tiền trao cháo múc không muốn ra ơn mà cũng chẳng muốn mang ơn lập quận công vốn là quan nhà lê dòng dõi đã mấy đời ăn lộc nhà lê nhưng khi nghe tin trịnh kiểm chết anh em trịnh cối trịnh tùng tranh giành nhau liền đem bộ hạ sang hàng nhà mạc được mạc mậu hợp thu nạp giữ nguyên tước cũ rồi giao cho tướng mạc kính điển tùy nghi cắt việc lập quận công lưu lại thăng long mấy tháng được nhà mạc sai trấn thủ hai xứ thuận quảng mang quân vào đánh dẹp đoan quận công Nguyễn Hoàng, lúc này đang đóng ở ái tử Trà Bát. Lập quận công nghĩ rằng, cờ đang đến tay, vận may lập thân là đây, nên hàng hái đốc thúc quân lính sửa soạn lên đường ngay. Dù có người khuyên là đang mùa gió nam thổi mạnh, thời tiết lại nóng nực, nên chậm lại vài tháng, nhưng lập bạo không nghe. Ông nôn nóng muốn vào ngay thuận hóa để một phen so tài cao thấp với Nguyễn Hoàng, một tướng mà cả nam triều bắc triều ai nghe cũng đều kính nể hạ được một uy danh như vậy thì không có danh vọng nào bằng buổi chiều lập quận công cho triệu thuộc hạ đến để bàn việc đánh chiếm ái tử lập bạo nói trên đời không mấy khi rồng gặp được mây ngựa được bãi cỏ lớn diều hâu nhìn thấy đàn gà con không gà mái nay ta dò đoán biết thời thế mà bỏ nhà Lê Trịnh về với nhà Mạc để thỏa chí vẫy vùng cùng với huynh đệ. Nói không phân biệt trên dưới trong quân thì nghe lạ. Thực lòng, tôi với anh em là một nhà, cùng nhau đồng cam cộng khổ sống chết bên nhau để lấy cho được hai sứ thuận quảng về với nhà Mạc. Hãy nhìn thực lực, đừng sợ uy danh. Nguyễn Hoàng tuy dòng dõi con nhà tướng, chiến công đầy mình, nhưng không thể không đánh bại được quân bộ của ông ta không đáng kể, chỉ vài chục chín thuyền đang neo đỗ giải rác từ cửa Yên Việt đến Ái Tử thì có đáng gì so với binh thuyền của ta? Và lại, binh Pháp dậy đánh nhau hơn thua ở chỗ xuất thần. Số trời đã đến, tôi định ngày mai tiến quân ngay, ý quý vị anh em là làm sao, xin cho biết. Đám thuộc hạ của Lập Bảo, vốn là người thân tín với ông, từng theo ông đổi chủ, số khác là bà con quyến thuộc từ quê lên gắn bó với ông đã lâu nên điều ông nói thường bọn họ nhất nhất nghe theo ít khi bàn luận chiều nay cũng vậy họ ngồi im chờ lập bạo cắt cử công việc lập quận công cũng quen với cách sai sử của mình như những lần trước ông để im lặng một lúc cho mọi người hiểu rõ uy quyền của mình rồi điểm danh giao việc cho từng người nhưng từ trong góc sai nhất của căn trại có một người xin nói xin tướng công không nên xuất quân vội để tôi xin hiến một kế lập bạo nhìn xuống người vừa cất giọng lớn vang xa ra khỏi trại nếu có ai đứng ngoài đồng trống cạnh đường thiên lý cũng nghe thấy được ông vẫy tay mời nói tiếp con người đó không vội vàng tiến ra chính giữa trại cúi đầu chào thủ lĩnh ba cái rồi lên tiếng quân ta tuy đông lại có 69 thuyền chở lương thảo để quân lính ăn no, đánh hăng. Ta lại bất ngờ đưa quân vào sát nách chúng, có thể bất thần tốc chiến tốc thắng. Nhưng đoàn quận công cũng không phải là tay vừa. Cứ xem cách ông ta thu phục lòng người, dụng binh trong trận đánh với quân Mỹ Lương, Văn Lan mới đây thì rõ. Đến như đàn bà con gái như vợ Trương Trà cũng biết lập mưu, mặc áo đàn ông cưỡi voi chiến thúc quân bắn giết được tướng Nghĩa Sơn của Mỹ Lương, giành phần thắng về cho Nguyễn Hoàng, đủ để tướng công suy tính kế sách đối địch. Theo thỉnh ý của tôi, quân ta chưa nên động tĩnh, hãy tìm mưu khác, chứ không nên kéo quân vào ái tử ngay. Thế kế của ông là gì? Lập Bạo hỏi. Không thể nói ở chỗ đông người này được, nếu tướng công tin tôi, xin được trình riêng với ngài. À? Lập Bạo lại nói. Còn ai hiến kế gì nữa không? Cả trại im lặng. Lập quận công chờ vài khắc nữa, rồi cho giải tán. Ai về trại đấy, củng cố quân sĩ sẵn sàng chờ lệnh. Lập Bảo đi đến chỗ người đứng giữa trại, đang muốn gặp riêng ông. Đó là một viên cai cơ cùng làng với Lập Bảo, tên anh ta là Kiểm Họ Phan. Anh ta đã nhiều lần vào sinh ra tử với Lập Bảo, gan dạ mà mưu trí. Nhưng ông không ưa vì tên anh ta làm ông cứ phải nghĩ nhớ về trịnh kiểm một người ông vốn có hiềm khích từ ngày còn dưới chuống nam triều bây giờ trịnh kiểm đã chết rồi mà anh ta lại có kế sách tiêu diệt nguyễn hoàng việc gì ông lại không dùng lập bạo dắt tay kiểm kéo về chỗ ngồi của mình khi không còn ai trong trại nữa hãy nói mưu kế của ông để ta bắt nguyễn hoàng lập bạo dùng cả hai tay lắc mạnh đôi vai kiểm mắt sáng lên chờ đợi lúc này mặt trời lặn sau dãy núi như cái lưỡi cưa lật ngược ở phía tây không khí vẫn còn nồng nực gió tây nam thổi mạnh táp cái nóng vào mặt người lập bạo dòng tai nghe cho kịp những lời thì thầm mỗi lúc một to dần của kiểm vẫn như thói thường của mình lập bạo dù không tin hẳn vào những điều mình đang nghe nhưng ông vẫn rất háo hức với nó như việc ông háo hức mau chóng phá được nguyễn hoàng đoàn quận công nhận được tin quân của lập bạo đến thanh tường khi đang uống trà cùng với đỗ chiêu người đưa tin đầu tiên về bản xoanh là một dân trải đang kéo lưới trên bãi ngang giữa cửa yên việt và cửa tùng luật khi nhìn thấy những chiến thuyền lạ đổ quân vào bãi ông đã vội thu lưới rồi chạy về ái tử báo tin đi được vài dặm ông gặp một người cùng làng từ hồ xá vào nói có quan quân không biết từ đâu đến đóng trại dề đặc trên đường thiên lý. Hai người rủ nhau cùng đi nhanh về chỗ đoan quận công để báo cho ngài biết. Đến quân doanh, họ gặp một người lính, vừa nghe lọt tai vài câu, người lính này đã đưa hai người báo tin gặp ngay Nguyễn Thiệu. Các bác cứ bình tâm, kể cho tôi nghe có chuyện gì nào, đừng hốt hoảng vừa thở vừa nói như vậy nhưng cũng chỉ nghe xong mấy câu nguyễn thiệu vội vàng đưa hai người đến ngay trướng của nguyễn hoàng họ đi nhanh vào trướng chẳng để ý đến những người lính đang đứng gác anh thiệu anh đưa hai người lạ vào gặp ta có việc gì mà hớt hải như vậy đoàn quận công nhìn chằm chặp vào ba người mới đến lúc này thì chính nguyễn thiệu cũng vừa thở vừa nói như người dân trài mới khắc trước thưa tướng quân có giặc đến có giặc đến chính hai người này vừa chạy về báo giặc nào anh đừng thất thần nữa còn hai ông hãy thong thả kể cho ta nghe điều các ông ta nghe mắt thấy đi như một thói quen được hun đúc từ lâu đỗ chiêu ra cửa chướng lệnh ngay cho những người lính gác không được cho bất cứ ai vào chướng trong chướng còn lại sáu người ngồi quanh cái bàn lớn người dân trài đã hết hoảng hốt kể rành mạch những điều ông nhìn được trên bãi biển còn người làng ông nói năng không được lưu loát như ông cũng kể lại những gì ông đã nhìn thấy trên đoạn đường từ hồ xá đến thanh tường trong buổi sáng nay đoàn quận công chăm chú nghe không ngắt lời họ khi hai người đưa tin không còn nói gì nữa ông bắt đầu hỏi những câu hỏi làm cho người đối thoại không dám nói dối ông đếm được bao nhiêu chiến thuyền người dân trài nhìn lên nóc trướng để giấu sự thẳng thốt của mình nhưng đoàn quận công chưa tha ông phải nói là bao nhiêu thuyền hay ông hoảng quá nên hoa mắt nhìn một thấy trăm dạ con không hoa mắt nhưng con cũng không thể đếm được chắc là phải trên ba chục ạ à. thế còn ông đoàn quận công quay sang người từ hồ xá vào ông nhìn thấy trại quân hay là lán của tiều phu người này vốn ấp úng giờ lại càng ấp úng hơn ông ta không thể nói ra lời rõ ràng được nữa hai tay giang ra rồi khép vào miệng bắp máy, đông lắm, nhiều lắm. Đoàn quận công sai người đưa nước cho hai người báo tin mặt đang tái mét uống, rồi cho họ ra khỏi trướng. Không để mất thời gian, Nguyễn Hoàng sai Nguyễn Thiệu dẫn một toán quân ra ngay trước hồ xá thám thính. Trong lúc đó, Đỗ Chiêu được lệnh vời gấp thái phó Nguyễn Ư Dĩ mà cảnh huống tống Phước trị về trướng cuộc bàn thảo của các yếu nhân phò tá Nguyễn Hoàng xoay quanh việc quân Mạc đông và đang rất hung hăng. Quân của Dinh trấn Thuận Hóa quanh vùng ái tử hiện không còn nhiều, nhất là quân bộ. Vài năm nay, do việc phải giúp dân khai khẩn đất hoang, nhiều đội quân được phái đến các vùng xa vùng hẻo lánh cùng với các chức sắc địa phương phá rừng làm ruộng. Nhiều nơi nhờ quân dân hợp lực mà có những cánh đồng lúa cày cấy hai vụ một năm đủ lương nuôi sống cư dân trong vùng, có lúa đóng thuế cho dinh chấn. Bây giờ muốn chịu hồi những đội quân đó về đánh giặc không phải là việc dễ dàng. Còn thủy đội của Nguyễn Hoàng đóng trên sông Ái Tử chỉ có hơn hai chục thuyền chiến khó lòng địch nổi với thủy đội của giặc. Những người trong trướng phải tìm ra một kế gì đây để chống lại quân giặc đã ở sát bên nách, chỉ cần một buổi đường tiến quân tin mới đưa về, có nơi quân lập bạo chỉ cách ái tử hơn 10 dặm. Đoàn quận công không để những lo lắng của mình hiện ra trên sắc mặt, nhưng ông hiểu thế địch thế ta hiện tại. Trước những cộng sự thân cận, bao giờ ông cũng lắng nghe thấu đáo những điều người khác nói trước khi ra quyết định cuối cùng, thường là rất dứt khoát. Nhưng lần này, ông lại đang trần trừ. Giữa cuộc bàn thảo, ông sai tiếp phạm giữ nắm một đội binh đi ra phía biển, nơi có mấy chục chiến thuyền của lập bạo đang phô trương thanh thế với ông. Trời đã gần tối, người lính hầu đang đốt nến trong chướng nhưng cái bộ tham mưu gồm những người từng trải lịch lãm lớn tuổi hơn đoan quận công vẫn điềm tĩnh bàn thảo, chưa đưa ra một quyết định nào. Đây có thể là trận quan trọng nhất mà Nguyễn Hoàng phải đương đầu từ ngày ông vào đất thuận hóa. Ông không thể để cơ ngơi đã xây dựng hơn 10 năm qua phút chốc tan tành được, nên ông phải toan tính càng kỹ càng tốt. Quá canh hai, đoàn quận công cũng phải kết thúc cuộc bàn thảo để những cộng sự cao niên của ông nghỉ ngơi ăn uống sau nhiều giờ cùng ông vắt óc suy tính. Nguyễn Hoàng cũng xuống một chiến thuyền đang cắm xào trên sông Ái Tử có thể ông muốn nhờ ngọn gió mát mẻ của sông nước làm cho đầu có nhẹ bớt đi đôi chút. Truyền thuyết kể lại rằng trong đêm ấy, đoàn quận công đốt đuốc ngồi buồn trên sông, lo lắng cho việc chống giặc dữ, thì có tiếng dòng nước chảy dưới mạn thuyền kêu chào chào. Ông lấy làm lạ, bèn thầm khấn rằng, trên sông nếu có thần linh, xin giúp ta đánh giặc, trừ hại cho dân. Việc xong, xin lập miếu thờ bốn mùa hương khói. Đêm ấy, Nguyễn Hoàng nằm mộng thấy một người đàn bà mặc áo xanh, tay cầm quạt the, đi đến thua rằng Minh Công muốn trừ giặc thì nên dùng mỹ kế, dụ chúng đến bãi cát bên sông. Thiếp sẽ giúp sức trừ được khỏi phiền đến sức của quân dân trong chấn. Nói xong, bưng tay áo mà đi. Đình dậy, đoan quận công mới biết mình nằm mộng trong lòng thầm vui ngước lên không lễ tạ. Ông nghĩ rằng mỹ kế mà người đàn bà áo xanh nói với mình trong chim bao, tức là phải dùng kế mỹ nhân và ông cho vời nàng Ngọc Lâm đến. Sự thật lẽ nào lại đơn giản đến như vậy? Có thể trong cái đêm tháng bảy nóng bức ấy, khi đang ngồi trên thuyền để hóng gió thì đỗ Chiêu đến. Theo thông lệ từ ngày biết nhau chưa bao giờ gặp lúc gian nan mà Đỗ Chiêu lại không có bên chủ tướng của mình. Ông bước xuống thuyền, nhẹ nhàng ngồi bên Nguyễn Hoàng. Cũng theo thông lệ, ông không bao giờ cất tiếng trước. Dưới sông Thủy chiều đang rút, nước chảy rào rào, gió tây thổi mạnh hơn nhưng không mang theo cái nóng hầm hập như ban ngày nữa hai người ngồi bên nhau cho đến lúc trăng lên phủ một màu vàng đục trên mặt sông không gian tĩnh mịch để hai người có thể nghe được hơi thở của nhau này ông chiêu đoàn quận công lên tiếng ông hãy nói điều gì về thằng giặc này cái thằng lập bạo bỏ lê hàng mạc đã quá quen với cách hỏi chuyện của chủ tướng đỗ chiêu không vội vàng trả lời nhưng lần này ông không để lâu vì ông đã nóng lòng chờ được gặp đoan quận công từ khi vừa ra khỏi trướng để ra biến sông. Lập bạo không phải là tay vừa. Thời ở Đông Kinh, tôi đã đừng gặp y, cũng đã vài lần cạn chén với y. Tướng công cũng biết y là một tướng giỏi, đã quen trận mạc mười mấy năm rồi. Sâu xa, chứ không phải là bùng bột như bọn Mỹ Lương Văn Lan mà ta đánh ta năm rồi. Nhưng y cũng có điểm yếu, không thể là văn võ kim toàn được thế điểm yếu của y ở đâu nguyễn hoàng có vẻ sốt ruột kiểu tỏ ra sốt ruột như thế này chỉ thấy khi nói chuyện với đỗ chiêu còn đối với người khác kể cả với thái phó ư dĩ thì ông cũng không bao giờ để lộ đỗ chiêu thong thả nói điểm yếu của y là sốc nổi vừa cả tin lại vừa đa nghi và lại y rất háu gái yếu của lập bạo ở đâu Nguyễn Hoàng có vẻ sốt ruột Kiều tỏ ra sốt ruột như thế này Chỉ thấy khi nói chuyện với Đỗ Chiêu Còn đối với người khác Kể cả Thái Phó Ư Dĩ Ông cũng không bao giờ để lộ Đỗ Chiêu thong thả nói Điểm yếu của Y là sốc nổi Vừa cả tin lại vừa đa nghi Và lại Y rất hấu gái Đoan quận công lại tỏ ra lơ đãng Để chờ Đỗ Chiêu nói tiếp cái chuyện lập bạo sốc nổi cả tin đa nghi háu gái có vẻ như chẳng dính dáng đến điều ông đang toan tính cho chiến trận nay mai đỗ chiêu biết ý cũng chưa tiếp tục câu chuyện ông chiêu ông nói tiếp đi chứ đột nhiên nguyễn hoàng hỏi sau khi chờ khá lâu còn chuyện này nữa trong quân của y không phải ai cũng tâm phục khẩu phục ta phải tìm cho ra những viên tướng dưới trướng y mà đang có hiềm khích với y tôi biết thế nào cũng có, vì cựu quân nhà Mạc chắc gì đã để một viên tướng nhà Lê mới về hàng phải tìm ra nội ứng. Vậy thì rất mất thời gian, mà tôi nghĩ Lập Bạo sẽ đánh ta ngày một ngày hai thôi. Còn cách này nữa. Cách nào? Nguyễn Hoàng lại tỏ ra sốt ruột. Phải dùng mỹ nhân kế. Là sao? tìm ra một người đàn bà tài trí thông minh lại có sắc đẹp để khống chế được cái cả tin đa nghi háu gái của y tìm đâu ra được một người con gái như thế đã có con người như vậy ngay trong doanh của tướng công nhưng không biết tướng công có cho người đó đi đến với lập bạo hay không trước đó khi đoan quận công cùng với thái phó ư dĩ mặc cảnh huống tống phước trị đang trụm đầu thì thầm tìm kế sách chống quân lập bảo thì đỗ chiêu tìm đến nơi ngọc lâm ở ngay sau trướng của nguyễn hoàng ngọc lâm niềm nở tiếp ông như mọi lần chiều nay không phải lên hầu đoan quận công vì không ai được vào trướng lúc này kể cả đỗ chiêu nàng nói nhìn ông bữa nay sao lạ quá chuyện gì mà làm ông thay đổi vậy Đỗ Chiêu ngồi vào chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng của các thị nữ. Ông muốn ngồi riêng với Ngọc Lâm. Nhưng lúc này, ở một góc phòng ba bốn thị nữ đang trải tóc cho nhau. Đỗ Chiêu chợt hiểu ra cái tin giặc lập bạo đến. Chỉ có đại bản doanh mới biết. Tin chưa thoát ra với quân dân, kể cả các thị nữ, những người cận kề đoan quận công. Em thấy tôi khác lắm sao? Thật mà, nhìn ông lạ lắm hay là tướng công có chuyện hệ trọng vui buồn gì mà bọn em không được phép biết vậy? Đỗ Chiêu nhìn khuôn mặt trong sáng của Ngọc Lâm. Ông nghĩ những con người mảnh mai này không nên biết chuyện giặc giã, không nên đem chuyện thô bạo đâm chém ấy nói với nàng. Có chuyện gì phải nói cho em nghe với chứ? Ngọc Lâm dục. Nhưng không biết do linh cảm nào mà ông đã kể với nàng những việc đang xảy ra trong quân, chuyện giặc lập bạo đã đến kể sát ái tử đã ở ngoài thanh tường ngoài tùng luật lập bạo đang muốn diệt đoan quận công dành thuận quảng về cho nhà mạc trong chướng bây giờ tướng công đang cùng các ông lớn bàn cách chống giặc đã mấy giờ chưa ăn uống gì nếu lập bạo xuất quân thì trong vài ngày chúng sẽ đến đây tàn sát muôn dân Ngọc Lâm hoàng sợ thật sự khi nghe chuyện giặc đang đến gần. Nhưng như Đỗ Chiêu đã biết trong những lần gặp Nguyên nan trước đây, nàng chấn tĩnh lại rất nhanh. Nàng rướn mắt nhìn vào miệng Đỗ Chiêu, nuốt từng lời ông nói ra. Bột miệng nàng nói, không có cách gì giúp tướng công phá giặc sao? Câu hỏi của Ngọc Lâm làm cho Đỗ Chiêu giật mình, ông ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt nàng bỗng trở nên khác thường. Từ ngày gặp nàng, ông chưa nhìn ra khuôn mặt này trong doanh tuy là phận thị nữ nhưng ngọc lâm được quan quân nể phục trước hết vì sắc đẹp thanh bạch của nàng rồi khi tiếp xúc người ta càng quý mến nàng hơn bởi sự nết na nàng không từ chối việc gì dù nhỏ dù lớn nếu việc ấy làm cho người mình giúp có chút niềm vui nàng cũng chẳng để ý đến điều mình đã làm gì cho người khác nàng thuộc diện những người coi tri ân như đôi dép bỏ một lần Đỗ Chiêu đã nhìn thấy Ngọc Lâm nguyên cả xiêm áo nhảy xuống sông lôi một bé trai 10 tuổi đang chơi với ngụp lặn giữa dòng nước chảy xiết lên bờ. Ông cùng với đoàn tùy tùng đứng gần đó mà chẳng hiểu điều gì xảy ra. Nàng nói vì đã nhìn thấy thằng bé đang nghịch với bạn trên bờ rồi sẩy chân nên nàng mới tìm túm được tóc thằng bé đã chìm nghỉm trong nước. Một lần khác, Người ta kể với Đỗ Chiêu rằng chính nàng đã tay không xông vào một đám trai tráng đang đánh lộn với nhau bằng gậy gộc, dẹp mỗi phe một góc, tránh được một cuộc tỉ thí vô ích. Đỗ Chiêu không thể rời cặp mắt của ông khỏi khuôn mặt nàng. Càng nhìn, ông càng nhớ lại những câu chuyện về nàng bà đã quen nghe, nhưng giờ lại thấy rất lạ, có lúc làm ông sừng sốt người con gái mảnh mai trong sáng đang ngồi trước mặt ông đây đã từng làm nên những chuyện như vậy ư không có cách gì giúp tướng công phá giặc sao ngọc lâm lặp lại câu hỏi đỗ chiêu giật mình bất chợt ông như reo lên trong lòng nhưng không thể thốt ra lời có rồi đây rồi chỉ có nàng thôi cũng chính ngay lúc ấy ông đã rút lại cái ý định vừa mới có trong đầu mình không thể như vậy được không được ông lẩm bẩm trong miệng ông đang thi thầm điều gì vậy nàng lại hỏi và ngước lên nhìn thẳng vào mặt ông khuôn mặt nàng càng rạng rỡ và xinh đẹp hơn đỗ chiêu im lặng ông không dám nhìn vào mặt nàng nữa không thể được không thể như vậy được nàng không thể đi vào nơi hang hùm miệng sói ấy được ông yêu quý nàng nhiều lần nàng được ôm ấp trong vòng tay tin cậy của ông và lại ở dinh chấn ái tử này có ai mà không yêu quý nàng chứ đoàn quận công chắc là người yêu quý nàng hơn bất cứ ai nàng không thể làm việc đó được nhưng nếu không có nàng tình thế lúc này rất khó phá được giặc dữ lý trí nhắc đỗ chiêu điều đó ông phải giữ kín nó không được phép cho nàng biết nàng vốn được sống trong tình yêu thương của đoan quận công của ông của quan quân trong dinh nàng không bao giờ chịu làm điều này đâu nhưng đây là chuyện mất còn của cả một nghiệp lớn mà bản chất nàng là một người biết hy sinh không có thì thầm gì đâu tôi đang nghĩ đến việc mai này quân của lập bạo sẽ tràn vào đây chúng nó đông lại mạnh hơn quân ta em có thương đoan quận công không ngọc lâm khóc không phải nàng sợ lập bạo tràn vào giết hại gia đình nàng cũng không phải nàng thương đoan quận công đang gặp nạn giặc dữ vì trong con mắt nàng không có việc gì mà đoan quận công không làm được kể cả việc phá giặc nàng khóc vì một tình cảm đột nhiên ùa đến từ những điều mà đỗ chiêu vừa nói nàng khóc mỗi lúc một hồn thức hơn đỗ chiêu không dỗ nàng ông đứng dậy ra khỏi phòng. Ông được lính hầu báo cho biết cuộc bàn thảo của các chủ tướng đã đến giờ nghỉ. Đoàn quận công đang đi ra phía bờ sông, đỗ chiêu vội vàng ra phía đó. Đã quá nửa đêm, trong chướng chỉ có hai người. Những người lính gác bản doanh nhận được lệnh lùi ra xa để không nghe được tiếng nói từ trong chướng thoát ra. Cái chân đèn bằng đồng đoàn quận công mang từ ra miêu vào đã thay đến mấy lần nàng vẫn ngồi khóc trước đèn không thiếp không thể vâng lời tướng công được dù tướng công sai thiếp vào nơi hang hùm miệng sói thân xé trăm mảnh thiếp cũng không dám từ nan nhưng thiếp phải hiến thân cho giặc lập bạo thà thiếp chịu tội chết không dám tuân lệnh tướng công cho phép thiếp được chết trong đêm nay nguyễn hoàng ngồi im chờ cho hết cơn thổn thức của ngọc lâm ông biết những điều nàng vừa nói là thành thật ai cũng phải chạnh lòng trước những lời nói đó huống gì ông một người gần gũi nàng từ ngày nàng theo cha mẹ từ thế lại ra đây chưa bao giờ nàng không theo lời ông nhưng lần này thì khác có vẻ nàng quyết chết để giữ trinh tiết chứ không thể tuân lời đoan quận công được ông đặt tay lên vai nàng Ta thấu hiểu lòng nàng. Người đàn bà đoan chính giữ gìn phẩm tiết là điều lớn nhất. Nhưng nay giặc dữ đã tràn đến. Cơ nghiệp mười mấy năm gian nan gây dựng sắp tan tành. Nếu không có sức của nàng góp vào, thì làm sao phá được giặc? Nàng có thương ta, thương quân quan trong chấn, thì hãy xả thân cứu giúp. Công đức của nàng chẳng ai dám quên. Ngọc Lâm vẫn khóc nước mắt ướt đẫm tay áo nguyễn hoàng ôm nàng vào lòng lấy vạt áo lau nước mắt cho nàng nhưng dường như nước mắt nàng không cạn ông đã nghĩ đến chuyện sẽ không thuyết phục được nàng nữa rồi nàng nhỏ nhắn xinh đẹp vậy mà phải ra đi lòng ông quặn lại ta là con người thật tàn nhẫn với nàng ông nghĩ ta phải tìm kế sách khác chăng ta không thể để nàng đi được nàng là vàng ròng Đột nhiên, Cọc Lâm thoát ra khỏi vòng tay của Nguyễn Hoàng, nàng quỳ xuống dưới chân ông vừa vái vừa khóc. Thiếp xin vâng lệnh tướng công, thiếp không nỡ nhìn cơ nghiệp của tướng công tan tành mà không xả thân được. Tướng công hãy nhìn vào mắt thiếp đây. Xong việc, xin tướng công cho thiếp được chết. Nguyễn Hoàng nâng nàng dậy, ôm chặt nàng vào lòng mình. Nước mắt ông cũng đầm đìa trên vai áo nàng, Lúc này ông thực sự đau khổ như đã hoàn toàn bất nàng. Ngọn nến trong chân đèn sắp tàn như nhắc đoan quận công biết là đêm đã về khuya. Lúc này quan quân đang chờ lệnh của ông. Ông nhẹ nhàng gỡ tai ngọc lâm ra. Nàng đứng lên cho ta lệ ba lệ. Ta thay cho quân dân thuận quảng vái lệ nàng. Nàng hãy đứng lên. Nhưng Ngọc Lâm không buông ông ra, càng ôm chặt ông hơn. Lúc này, nàng không khóc nữa, người nàng mềm nhũn dần trong tay Đoan quận công, tiếng nàng cứ nhỏ dần. Xong việc, tướng công cho thiếp chết, ngài có hứa với thiếp như vậy không? Xong việc, thiếp phải chết. Một cơn gió luồn từ cửa vào, làm cho ngọn nến đang leo lét tắt hẳn. Trong chướng tối om, màu đen như đặc hơn những đêm ái từ trước đây. Nguyễn Hoàng không còn muốn buông nàng ra khỏi vòng tay của mình vì ông biết nếu nàng rời khỏi ông tức là mất nàng mãi mãi tình cảm của ông lúc này với nàng vừa như cha với con chủ tướng với thuộc hạ tin cậy người biết tri ân với ân nhân của mình lại vừa như nàng là người mà đêm nay ông thầm yêu trộm mến lập bạo đang nóng lòng muốn tiến quân ngay vào ái tử trà bát nên ông ta không muốn nghe những lời bàn lùi. Dù vậy, khi ngồi riêng với Phan Kiểm lúc mặt trời đang lặn sau dãy núi như cái cưa lật ngược, mà những đỉnh núi như lưỡi cưa nhọn hoắt chĩa lên bầu trời đỏ au, làm ông ta nghi ngờ. Phan Kiểm nói rằng, thứ nhất, quân sĩ mới đến, sau một chặng đường biển dài ngày mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi lấy sức. Thứ hai là địa hình vùng này, trừ răm bảy người là lính cũ của Nguyễn Bá Quỳnh, người từng trấn thủ Quảng Nam mà quân mặc kính điển khi đánh vào thanh nghệ hồi đầu năm bắt được. Còn tướng sĩ thì chẳng ai biết đồng đất ở đây ra sao. Đánh nhau mà không thông thạo địa hình thì nắm chắc nửa phần thua. Thứ ba, việc bài binh của đoan quận công mỏng dày cao thấp thế nào, tiền quân ở đâu, trung quân có ở ái tử không, hậu quân có mạnh không, hiện vẫn chưa rõ ràng. Đó là nửa phần thua nữa không để phan kiểm nói dài lập bạo hỏi vậy thì quân ta phải trở về bác cả ông kiểm phan kiểm vẫn chậm rãi tướng công hãy bớt nôn nóng đi nghe tôi nói đây nếu quân ta không suy tính tới đầu tới đũa thì trước sau cũng sẽ mang mình nộp cho đoan quận công ông đừng làm ta rối trí nữa ta vào đây để diệt trừ nguyễn hoàng chứ không phải là để hốt hoàng trước ông ta ông hãy nói ngay cho ta biết cách nào để bắt nguyễn hoàng chứ đừng đưa ông ta ra để dọa ta không muốn chờ lâu hơn tướng công hãy bớt nôn nóng tôi xin nói ngay đây phan kiểm kéo tay quận lập đến một góc trại rồi anh rút trong áo ra một tờ giấy gấp tư mở nó ra trải trên một tấm gỗ làm bàn rồi nói lập bạo hãy nhìn kỹ vào đó gần một canh giờ Phan Kiểm trình lên lập bạo ý định của mình muốn phá được Nguyễn Hoàng thì phải đánh từ phía sau, nghĩa là vẫn phô trương thanh thế ở phía Bắc, từ Hồ Xá đến Tùng Luật, để quân thuận hóa phòng bị ở hướng này. Cùng lúc, cho binh thuyền đang đêm bí mật đổ quân vào phía Nam cửa Yên Việt đánh ập vào ái tử Trà Bát. Đó là một hướng. Ở hướng Tây, chiêu mộ những thổ hào trong vùng đã ra hàng, lập thành đội tiên phong, dẫn một cánh quân bộ theo các sườn núi từ tây nam ái tử đánh ra thì quận đoan sẽ không kịp trở tay mưu này cần có thì giờ chuẩn bị công phu và phải giữ kín trong quân ai làm việc gì thì chỉ biết việc ấy quân bộ ở hướng tây thì lên đường trước nằm phục trong rừng chờ cho cánh quân thủy nổ pháo hiệu mới được khởi sự còn chín thuyền ở cánh biển thì chọn đêm biển lặng gió tây nhẹ bí mật đổ quân kế này mà thành thì nắm chắc đến 9 phần thành tựu. Lập quận công nghe xong thấy cũng có lý, nhưng muốn thực hành được kế này thì phải nhiều công phu. Binh đội mới vào đang lúc nóng nực có thể sinh bệnh tật, lương thảo mang theo chỉ đủ dùng trong nửa tháng, nếu không đánh nhanh sẽ thiếu lương. Vùng này đồi núi nhiều hơn ruộng nương, dân cư lại thưa thớt, thu lương đâu phải dễ. Lại còn chuyện phải luyện tập cho quân sĩ cách hành quân đổ bộ mau lẹ gọn gàng thì mưu này mới thành. Quận Lập nghĩ rằng những điều Phan Kiểm nói đều có lý, nhưng nó diệu vợi quá khó làm được mà ông ta chỉ muốn tìm cách nào đó để nhanh chóng thanh toán Nguyễn Hoàng, lấy đất, đặt quan trấn, thu vét sản vật, rồi còn phải về Đông Đô để nghe ngóng động tĩnh của triều đình nữa. Mình là hàng tướng, chắc gì nhà Mạc tin ngay? nấn ná ở đây lâu chẳng phải là thượng sách có khi họa đến sau lưng mà không biết phan kiểm là người biết cách trình bày ý mình một cách rõ ràng mạch lạc không vội vàng nhưng vào lúc này đã làm lập bạo thấy khó chịu ông ta chỉ muốn chấm dứt nhanh cuộc đàm đạo mưu kế này càng nhanh càng tốt trời đã tối hẳn lính hầu vào bẩm với lập quận công đã đến lúc dùng bữa tối Lập bạo chỉ chờ có vậy để thoát ra khỏi câu chuyện với Phan Kiểm. Suốt đêm đó, những điều Phan Kiểm nói vẫn ám ảnh lập bạo. Ông ta hiểu những điều đó khó làm. Nhưng hình như, nó lại là điều đúng đắn nhất bây giờ. Trải qua mấy ngày nữa, quận lập còn trần trừ vì chưa quyết định sẽ hành động theo kiểu nào, thì có tin sứ giả của Nguyễn Hoàng muốn được yết kiến lập bạo nai nịt gọn gàng sai lính sửa soạn gươm giáo trong chướng thật nhiều cái trong vỏ phải thật sạch cái tuốt ra phải thật sáng để uy hiếp sứ giả biết đâu khi tiếp sứ giả ông ta sẽ nghĩ ra kế gì đó để phá tan cái thế lưỡng lự bây giờ sứ giả là một người con gái trẻ mà vẻ đẹp tinh khiết của nàng đủ làm cho bất cứ người đàn ông nào dù là võ tướng toàn tài cũng phải bối rối Bây giờ, nàng đang đứng trước mặt cuộn lập. Nàng cúi đầu lễ lạy, hai tay nâng một khay lễ vật được gói trong một tấm lụa đỏ, rồi nàng quỳ xuống. Thần thiếp vâng lệnh đoan quận công xin ít kiến minh công. Lập bạo, vờ lơ đãng nhìn ra nơi khác. Nguyễn Hoàng không còn người nữa hay sao mà cử đàn bà con gái đến ít kiến ta? Dạ, Đoàn quận công nghe tin minh công thừa oai trời đến đây, ngày đêm lo sợ, chưa dám mang thân đến trình diện, nên sai tiện thiếp đem vài món lễ vật nhỏ bé cũ kỹ đến kính mừng, để bày tỏ thành tâm, mong minh công đoái thương soi xét. Đoàn quận công muốn gì? Thưa quận đoàn của thiếp muốn lập một lễ thể tôn minh công làm huynh trưởng, đoàn quận công làm nghĩa đệ cùng đồng lòng chung sức đắp bồi vùng thuận quảng này mãi mãi trường tồn, tránh việc hiềm thù, đánh giết lẫn nhau, cùng nhau chung hưởng thái bình, không gây tang tóc cho trăm họ. Được như vậy thì là hồng phúc lớn của muôn dân. Quận Lập vẫn nhìn đến nơi khác quát lớn. Nhà ngươi muốn dùng kế đàn bà để dối gạt ta chăng? Lúc ấy, Ngọc Lâm run sợ, sụp đầu vái lệ, nhưng vẫn ngước mắt dò tìm cặp mắt của Lập Bảo vài lần như vậy. Việc gì đến thì phải đến. Khi lập bạo không thể giữ vẻ ngoài rừng rưng của mình được nữa, ông ta quay đầu vào phía trong thì gặp ngay đôi mắt của nàng. Đôi mắt ấy xoáy vào ông ta, làm tất cả những điều mà ông ta dựng lên trước đó để chống cự lại nàng. Bằng một giọng nói như quát, khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng, đều sụp đổ. Nàng không phải chỉ xinh đẹp mà còn đáng sợ sức mạnh của nàng tỏa ra từ đôi mắt ấy vây bùa lấy ông ta không cho ông ta chạy thoát tiếng nói của quận lập tuy còn lớn nhưng có vẻ đã hơi run ngươi mà dối gạt ta thì ta xử phanh thây câu nói dọa dẫm này nghe như một lời cầu thân ngọc lâm không thể buông tha lập bạo lúc này nàng tiến lại gần quận lập hai tay nâng cái khay lễ vật lên sát ngực lập bạo cặp mắt trong trèo của nàng dõi theo nhất động nhất tĩnh của viên võ tướng nàng hiểu rằng khi quận lập đưa tay đỡ lấy cái khay thì nàng đã xong hơn phân nửa công việc lễ vật là những thứ gì có chúa độc dược trong đó không lời lẽ thì gay gắt nhưng giọng nói đã mềm xuống đến tám chín phần thưa minh công báu vật của đoan quận công dâng lên ngài, thân phận hèn kém của tiện thiếp không được dòm ngó. Nàng nhẹ nhàng trao cái khay cho lập bảo. Quận lập không nhận mà sai thuộc hạ đỡ khay mang sang đặt trên một cái bàn bên cạnh. Đến lúc này, ông ta đã hoàn toàn bị thôi miên vì cái nhìn toát ra từ cặp mắt trinh trắng của Ngọc Lâm nàng hãy nói rõ cho ta biết thiện ý của đoan quận công là gì lập bạo nói nhỏ với ngọc lâm khi trong trướng chỉ còn hai người ngọc lâm cúi đầu lặng lẽ không để lộ nỗi niềm của mình ra nét mặt nàng biết cái khoảnh khắc khó khăn nhất đã qua nàng đang làm chủ được tình thế và nàng phải giấu kín điều đó lâu lâu nàng lại ngước lên dùng vũ khí lợi hại là cái nhìn mỗi lúc một xe đắm thêm để hạ gục lập bạo Quận đoan thực lòng muốn giảng hòa, không phải đánh nhau nên đã dựng trại bên bờ sông, chỉ mang theo mấy lính hầu chờ nganh tiếp minh công trên bãi cát bờ sông. Nếu không tin, binh công nên cho người đến dò xét. Nhưng việc ấy là của binh công, ngài cũng chẳng nên tin lời thiếp làm gì. Ngọc Lâm quay ngoắt cái nhìn của mình vào một góc chuống. Lập bạo vội sán lại, như sợ nàng sẽ đứng dậy bỏ đi. Ông ta đặt tay lên bờ vai thon thả của nàng. Bây giờ thì ta tin nàng rồi, nàng hãy theo ta." Ngọc Lâm gỡ nhẹ tay Lập Bạo ra khỏi vai mình, lại vẫn cứ nhìn xoáy vào mắt Biên Võ Tướng, rồi nàng nở một nụ cười nhẹ. "Này binh công, làm tướng không nên tin đàn bà, ngài chớ tin những lời thiếp nói rồi để mất cơ nghiệp nghe không?" Nàng khẽ tát vào má của Lập Bạo. Đến đây thì Lập Bạo không thể kìm mình được nữa, ông ta kéo nàng vào giường tất nhiên là ngọc lâm không thể chiều ông ta ngay nàng co người ở một góc giường ôm mặt khóc xin ngài hãy tha tội cho thiếp thiếp vì việc chung của hai nhà mà đến đây chứ không phải là để lâm vào tình thế này xin ngài chậm chậm được không không được lập bạo sấn đến nàng ôm nàng lọt thỏm giữa hai cánh tay lực lưỡng lúc đầu ngọc lâm có vùng vẫy sau vì mệt quá người nàng nhũn ra khi lập bạo đặt nàng lên giường nàng nói trong hơi thở xin ngài hãy từ từ với thiếp thiếp chưa từng quen việc này nàng nhắm nghiền mắt lại lập bạo sững lại một lúc nhưng tấm thân nõn nà đang nằm thẳng người rất gần ông ta lúc này làm sao ông ta lại không chiếm đoạt ông ta tự tay cởi quần áo của ngọc lâm còn nàng thì gần như bất động hình như ngọc lâm có nhớ đến đỗ chiêu cũng có nhớ đến đoan quận công khi lập bạo đã đè lên người nàng. Nhưng cái cảm giác đê mê của một tấm thân lực lưỡng đang ép sát vào thân thể nàng, làm nàng quên đi tất cả. Nàng cảm thấy trong người nhẹ nhàng vì nàng nghĩ mình đã làm xong bổn phận. Trong chuống vẫn sáng trưng, không hiểu vì sao lập bạo không tắt nến. Những điều diễn ra sau cái đêm ấy như sử sách chép lại rằng, quận lập không rời được Ngọc Lâm, say đắm mê muội. Ngọc Lâm lại luôn nhắc lại việc phải đi gặp Đoan quận công để lập lễ kết nghĩa huynh đệ. Lập Bạo cũng hai ba lần phái thuộc hạ đi thám thính bãi sông nơi Đoan quận công đóng trại chờ. Quả thật là trong doanh của quận Đoan quân ít chẳng thấy phòng bị gì, đúng là nơi yên bình chờ người đến kết nghĩa. Một buổi sáng Lập Bạo nói với Ngọc Lâm Ta đã chọn được ngày làm lễ thề, nàng hãy báo cho Nguyễn Hoàng biết. Ngọc Lâm vui mừng khôn xiết, nàng cũng không cần giấu điều đó trước mặt quận lập, vội sai người hầu gái chạy về ái tử báo tin cho đoan quận công. Sách xưa chép rằng lúc này đã vào tháng 10, tính từ lúc lập bạo đổ quân vào Hồ Xá đã được 3 tháng. Nguyễn Hoàng nhận được tin của Ngọc Lâm báo về không một mảy may nghi ngờ vì niềm tin của ông với nàng là trọn vẹn. Ông thoáng buồn khi nghĩ tới hàng tháng qua nàng trong tay lập bạo. Nếu không trao thân cho giặc thì chẳng bao giờ có tin này. Trong ông lúc này là một tình thương vô bờ với nàng chen với niềm cay đắng và sự chán trường ông đi nhanh ra bãi cát xứ trào trào nơi nhiều ngày trước quân lính đã dựng một lán tranh làm nơi hẹn lập bạo đến để làm lễ thề kết nghĩa anh em. Những người theo ông, khó có ai hiểu tâm trạng của ông vì ông vẫn điều hành công việc dứt khoát và chính xác như ngày thường. Chỉ một người hiểu ông là Đỗ Chiêu thì lại không có ở đây. Đỗ Chiêu đang đốc thúc một cánh quân bí mật tiếp cận bờ sông chờ lệnh của ông phát ra vào giờ quyết định của trận đánh đoàn quận công vào ngồi trong lán tranh một lúc lâu ông muốn mình có những khoảnh khắc tĩnh tâm trước trận đánh lớn Đoan quận công vào ngồi trong lán tranh một lúc lâu. Ông muốn mình có những khoảnh khắc tĩnh tâm trước trận đánh lớn. Nhưng bình trà chưa nhạt, ông đã đứng dậy đi một vòng khắp bãi cát, bến sông, rồi lên gò đất cao, có những cây dứa dại mọc lút xút. Đây là nơi ông sai đào nhiều hố ngầm, lấy cây dứa phủ lên. Nếu người ngoài cuộc thì không dễ phát hiện được những gì ở dưới những cây dứa dại đó ông lặng lẽ nhấp mấy cây dứa dại ngụy trang một cặp mắt sáng từ dưới hố đang nhìn ông ông ngồi xuống bên miệng hố có bức bối lắm không nguyễn hoàng hỏi người lính ngồi trong hố tay lăm lăm thanh gươm trình tướng quân cũng chịu được nhưng mũi nhiều mà phải uống nước nhiều anh có mấy bầu nước thua hai bầu đã gần hết một bầu nếu trời mà nóng to thì đến trưa là hết nước ta sẽ cho người mang thêm nước đến nhưng uống rè sẻn thôi cố chịu đựng thêm vài ngày nữa mà ta tin giặc cũng sắp đến rồi. Dạ, chúng con sẽ cố. Đoan quận công đặt mấy cây dứa dại vào chỗ cũ, rồi ông đến một hố khác. Mặt trời đã lên cao, nắng tháng 10 không gay gắt nhưng ngột ngạt. Bốn phía quanh cái liều tranh có mấy trăm cây hố ngầm, núp dưới đó là những quân sĩ khỏe mạnh, khí giới sẵn sàng. Họ cũng như ông đang chờ lập bạo đến trên mặt đất. Vài chục người lính già tay cầm chổi tay sách sọt dọn dẹp quanh lều không còn một cọng rác. dáng vẻ thư thái của họ làm cho bãi sông bốn xưa nay yên ả, giờ như còn thanh bình hơn. Đoàn cuộn công không mặc đồ trận, trên bình chỉ có bộ đồ lụa nâu đi lại nói chuyện vui cười với những người lính già. Thỉnh thoảng ông nhìn về phía hạ lưu sông hướng đông bắc chờ đợi mặt sông phẳng lặng, không gợn sóng. Từ hạ lưu xuất hiện một chấm đen, rồi lớn dần thành một con thuyền. Con thuyền khoảng 30 tay chèo đang tiến dần vào bãi sông chảo chảo. Khách đã đến rồi, Nguyễn Hoàng nói. Những người lính già ai vào việc nấy đã được cắt cử từ trước. Người lính hầu dâng liên đoan quận công bộ đồ tướng được vua Anh Tông ban cho ngày đầu vào chấn thủ thuận hóa. Nguyễn Hoàng mặc xong quần áo, sửa lại cây đại đao vào lán tranh ngồi ngay ngắn nhìn ra bến sông. Con thuyền mỗi lúc một gần bờ hơn đã nhìn rõ những người lố nhố trước mũi thuyền. Đoàn Quận Công nhận ra Ngọc Lâm đứng cạnh lập bạo khi con thuyền cập bờ cát. Quận lập tay cầm bàn đao áo trận chỉnh tề dẫn đầu đoàn người tiến vào xài những bước chân chậm rãi chắc chắn như để cho kẻ sắp hàng phục mình biết được uy oai. Ngọc Lâm khẽ kéo vạt áo lập bạo lại. Xin Minh Công hãy chậm bước một chút để đoan quận công bớt lo sợ. Nàng có thấy không? Quận đoan cũng biết điều đang đứng chờ ta kìa. Tim Ngọc Lâm đập thình thịch, nàng đã nhận rõ toàn thân đoan quận công đứng trong lán tranh, xung quanh những người lính già đang khúm núm chắp tay chở khách. Lập bạo cầm tay Ngọc Lâm dắt vào lán, ông ta nói nàng có thấy ta giống quan công một mình tới hội không? Khi chỉ còn cách lán mấy trượng, đoàn quận công vội vàng sửa sang áo mũ, chắp hai tay bước ra khỏi lán nghênh tiếp. Lập bạo cất tiếng cười lớn, nói với Nguyễn Hoàng, không nên khách sáo như vậy, chúng ta từ nay là anh em với nhau, đoàn quận công cứ để ta tùy tiện. Nguyễn Hoàng nhường cho lập bạo đi trước bảo lán những người lính già chắp tay trước ngực, dạt ra khỏi lán, đứng hầu bên ngoài. Khi lập bạo vừa ngồi xuống ghế, đoàn quận công quát lớn. Quân ta đâu? Hãy đứng dậy để nginh tiếp tôn huynh. Tức khắc, từ bốn phía những quân lính khỏe mạnh từ dưới đất nhất loạt bùng dậy. Một đội quân gươm giáo sáng quắc từ dưới đất mọc lên sông vào lán tranh. Lập bạo không hiểu được điều gì đang xảy ra. Vội chạy đến ôm lấy Ngọc Lâm. Nhưng rồi ông ta cũng hiểu được ngay rằng lúc này nàng chẳng thể nào cứu được ông ta. Lập bạo chạy ao ra bờ sông. Chỉ còn vài ba người lính của lập bạo chạy theo chủ tướng mong đến được nơi con thuyền đang cắm sào. Số còn lại đã bị quân của Nguyễn Hoàng chém chết hoặc đã hàng. Lập bạo gắng hết sức nhảy lên mạn thuyền nhưng không được. Thân ông ta cùng với áo mũ cân đai rơi tõm xuống nước. Vừa lúc đó, Đỗ Chiêu dẫn một cánh quân sông đến chặn phía Hạ Lưu. Thấy lập bạo lóp ngóp dưới sông, Đỗ Chiêu thúc quân lính dùng cung bắn xuống. Tên dày như mưa quanh lập bạo. Ông ta đã chết vì trúng nhiều mũi tên. Việc thanh toán đội quân của lập Bảo từ cửa Tùng Luật đến Hồ Xá chỉ còn là thời gian. Vào những tình thế như vậy, đoàn quận công thường giao công việc cụ thể cho thuộc hạ để họ có niềm vui chiến thắng, còn ông thì ngồi tính xem còn điều gì bất chắc có thể xảy ra làm cái kết thúc cuối cùng này không được trọn vẹn và ông thường nghĩ ra rất nhiều bất chắc quân của lập bạo bất ngờ đánh vào sau lưng ông cánh quân của đỗ chiêu không tiếp cận được với binh thuyền của địch để chúng chạy thoát ra biển địch quân không đầu hàng mà chống cự tới cùng rồi có viện binh đến lật ngược thế cờ rồi còn nhiều tình huống lạ lùng khác rất có thể xảy ra trong chiến trận. Ông ngồi hàng giờ tính hết các nước đi của quân mình lẫn quân địch, rồi ông thong thả đứng dậy ra lệnh cho Trung quân thừa thắng đánh thẳng đến trại chính của quân lập bạo ở Thanh Tường nằm giữa Tùng Luật và Hồ Xá. Cuộc chiến chấm dứt bất ngờ gần như khi nó xảy ra. Đoàn quận công đứng trên đỉnh một ngọn đồi có thể nhìn tới biển, gió mỗi lúc một lớn mang theo khí lạnh từ biển vào chính ngọn gió này đã làm đắm những chiến thuyền còn lại của lập bạo những toán quân bị đánh sơ sát dù bộ dù thủy lần lượt đầu hàng chưa kiểm kê hết nguyễn hoàng cũng nhận ra quân của lập bạo đông hơn nhiều so với ước tính của ông trước đây làm gì với số hàng binh này ông chịu đỗ chiêu đến không phải bàn thảo nhiều đoàn quận công lệnh cho đỗ chiêu tập hợp hàng binh lại cho định cư quanh vùng cồn tiên làm ăn sinh sống, không ai được phép vượt biên trốn ra Bắc theo quân mạc. Số hàng binh này đông đến mức lập ra được 36 phường, đều có cắt cử phường trưởng cai quản. Dù vậy, cũng có 2-3 phần quân lính tìm cách trốn ra Bắc, cả đường biển và đường bộ, về lại cố hương. Trong số đó, có vài viên tướng mà khi thu phục hàng binh, đỗ chiêu không phát hiện ra được. Tan trận có một đợt gió mùa đông bắc đến trong mưa phùn gió bấc đoàn quận công ra lệnh thu binh từ cồn tiên về trà bát quân đi trong tiếng trống rộn ràng từ ngày vào thuận hóa trận diệt lập bạo là trận lớn trên đường về người đầu tiên nguyễn hoàng nhớ đến là ngọc lâm nhưng bây giờ nàng lại không có trong quân trong lúc hỗn chiến một mũi tên lạc không biết của bên nào đã găm vào cánh tay trái của nàng. Lúc ấy đoàn quận công muốn gặp nàng, nhưng nàng lẩn trốn. Cha mẹ nàng đã đưa nàng về tận trong thế lại chữa trị. Vết thương không quá nặng, nàng có thể ở lại trong quân, sao nàng lại phải về tận quê? Nguyễn Hoàng rực nhớ lời nàng hôm từ biệt mang thân sang với lập bạo. Ông thấy trong người không yên, ông lo lắng sợ nàng liều lĩnh, Ông biết nàng muốn lánh mặt ba quân lúc này. Sách xưa chép lại rằng, sau khi thắng trận, đoàn quận công đã đến thẳng miếu Thanh Tường, nơi quân bộ của Lập Bạo đóng trại trước khi tiến đánh Nguyễn Hoàng. Trách thần miếu rằng, ta đã cho bốn mùa thờ cúng xin giúp nước hộ dân, sao lại dung cho đảng giặc vào trong cõi, vậy thì thờ cúng có ích gì? rồi ông lại cho người tu sửa miếu chào chảo phong hiệu cho vị thần ấy là linh thu phổ trạch tướng hiệu phu nhân để nhớ ơn vị thần ở dòng nước thiêng có công phù hộ quân dân dẹp tan lập bạo từ ngày trở về trà bát nguyễn hoàng nóng lòng muốn gặp ngọc lâm nhưng nàng vẫn còn dưỡng thương trong quê chưa ra công việc thết đãi các tướng Cao thưởng bao quân, sai sứ giả về Tây Đô báo tiệp lên triều đình, có làm cho Nguyễn Hoàng vơi đi nỗi nhớ nàng, nhưng ông vẫn đứng ngồi không yên. Ông phải làm một việc gì thật thiết thực để giữ nàng trong cuộc đời này, không để nàng liều lĩnh. Ban ngày công việc cuốn người chủ tướng đi, nhưng đêm đến, chuyện của Ngọc Lâm làm ông ngủ không đầy giấc. Nàng phải được vời về trả bắt ngay ngày mai thôi ông đã tâm sự với đỗ chiêu điều đó còn bây giờ nàng đã ngồi trước mặt ông lặng lẽ nhìn xuống hai bàn tay mình mà chưa ngẩng đầu lên nhìn ông cánh tay trái nàng có một lớp vải thô cuốn chặt bên trong có lá thuốc nước da nàng xanh hơn thường ngày trông nàng lại có vẻ trinh trắng hơn từ lúc vào gặp đoan quận công nàng chưa cất lời nói còn ông thì đang nhìn nàng như để coi có đúng là nàng không. Nước mắt ông trào ra, lăn dài trên má. Ông cũng chẳng để ý. Phe đảng của lập bạo bị diệt rồi, ta mừng lắm. Không ai quên công lao to lớn của nàng. Ta biết lấy gì để đền đáp đây. Bây giờ nàng ưng điều gì ta đều gắng làm cho nàng. Giọng ông không mạnh mẽ như ngày thường mà thỏ thẻ như đang nói với trẻ thơ. Nàng vẫn im lặng. Hồi lâu, nàng bật khóc. Thiếp chỉ muốn chết thôi, còn bắt thiếp làm điều gì nữa thì tùy tướng công. Ông đặt tay lên vai Ngọc Lâm, "Nàng phải lấy chồng. Ta muốn chọn người tài trí nhân hậu gả chồng cho nàng, để nàng có nơi nương tựa, không phải sống cuộc đời đơn lẻ của kẻ thị nữ, có địa vị khanh tướng, công lớn được hiển dạng. Ta muốn rõ ý nàng." Ngọc Lâm càng khóc lớn hơn, nàng nói trong nước mắt. Tâm nguyện từ nhỏ của tiện thiếp là muốn theo hầu tướng công giữ trọn trinh tiết. Vì việc lớn mà phải ô uế thân này khó mà rửa được. Từ nay cho đến cuối đời, thiếp xin giữ chân quét tước sân nhà, nhặt củi nấu bếp để chọn đạo làm tôi, đền ơn tướng công. Còn chuyện tướng công lòng trời muốn cải giá cho thiếp, thì dù chết thiếp cũng không dám tuân lệnh xin tướng công hiểu cho lòng thiếp mà lượng thứ đoàn quận công nghe những lời thống thiết của nàng chính những lời đó làm cho ông bối rối ông nói giọng lớn dần lên nàng giả thân vì việc nước không phải vì tình riêng đền công đáp nghĩa là ý nguyện của ta nàng nên tuân lệnh ta để sáng tỏ công danh để đời sau khỏi chê trách ta là người không hiểu nghĩa đời ngọc lâm vẫn khóc đoàn quận công yên lặng để nàng khóc ông đang nghĩ sẽ chọn người thanh niên nào xứng đáng với nàng ông lặng lẽ ra khỏi trướng đi một vòng quanh sân ông gọi người lính hầu lại dặn nhỏ điều gì đó rồi lại quay vào trướng lúc này ngọc lâm không còn khóc nữa nàng đang dọn dẹp bộ đồ trà trên bàn nàng phai trà mới dâng lên đoàn quận công ông ngồi xuống ghế nhấp ngụm trà nóng nhìn thấy cặp mắt vốn trong trèo của ngọc lâm đang đỏ ngầu ngoài trướng có bóng người qua lại ông gọi lớn vào đi một thanh niên vén rèm bước vào trướng anh này dáng người cao giáo tướng mạo khôi ngô đó là văn hùng bá vũ doãn trung quê ở huyện kỳ hoa kỳ anh hiện là phó đoán sự thuộc vệ thiên vũ theo giúp việc đoan quận công người này võ thuật cao cường lại ham mê đọc sách thông kim bác cổ rất được Nguyễn Hoàng yêu mến. Văn Hùng vái chào đoan quận công. Dạ, tướng công có việc gì sai bảo. Anh hãy ngồi xuống đây dùng trà với ta. Này Ngọc Lâm, nàng hãy dâng trà cho người này. Ngọc Lâm nhẹ nhàng đặt trước mặt Văn Hùng một chung trà, rồi nàng lùi lại đứng sau lưng đoan quận công. Hai tay vòng trước ngực, khuôn mặt đẹp của nàng cũng chưa tươi tỉnh thêm được bao nhiêu. Nguyễn Hoàng quay lại với Ngọc Lâm. Nàng hãy ngồi xuống ghế cạnh Văn Hùng để ta nói chuyện. Ngọc Lâm trần trừ, hình như nàng đã đoán biết ít nhiều chuyện gì sẽ xảy ra sau đây. Đoàn quận công phải nhắc lại hai lần, nàng mới chịu đến ngồi cạnh Văn Hùng. Hai người hãy lắng nghe ta nói đây. Ngọc Lâm là thị nữ yêu của ta. Nàng vừa lập công lớn trong việc dẹp tan quân lập bạo. Còn Văn Hùng đây đã ở bên ta lâu ngày ta hiểu rõ tài đức của anh nay ta muốn hai người nên vợ nên chồng với nhau một là để ta có dịp đền đáp công lao của hai người đã phò tá ta dựng nghiệp hai là để các người có nơi tin cậy mà nương tựa vào nhau suốt đời các người nên tuân lệnh đừng phụ lòng ta hai người hãy đứng dậy vái lậy ta coi ngày này là ngày thành hôn hãy nghe ta đi đừng trần trừ nữa đoan quận công làm công việc tác thành đó một cách chóng vánh có phần áp đặt. Rồi ông ra khỏi trướng đến thăm những người bị thương trong trận chiến với lập bạo cho đến hết ngày. Đêm ấy, Nguyễn Hoàng không ngủ được. Những điều mà hàng ngày ông vẫn bắt gặp trong con người Ngọc Lâm có thể ông không để ý giờ quay lại rõ rệt và sâu đậm. Tại sao trời đất lại sinh ra người con gái xinh đẹp thế, nết na thế, quả cảm thế. Ông nghĩ mình đã ích kỷ vì công việc lớn mà để nàng phải xả thân. Rồi việc đền đáp công nàng bằng cách gả nàng cho một người mà ông cũng yêu mến đã đúng với lòng ông chưa? Chắc là còn lâu nữa, ông mới quên được bóng dáng nàng, dù nàng không còn ở trong quân doanh, đã lui về làm người vợ đảm với một tướng trẻ của ông. Ông không thể ghen tị với người trẻ tuổi ấy nhưng ông nuối tiếc. Ông đâu phải là người tự do để vượt qua mọi ranh giới, còn bao nhiêu bổn phận, bao nhiêu công việc khác ràng buộc ông, không cho ông đi đến cùng điều lòng mình mong muốn. Nàng đối với ông vừa ngọt ngào, vừa cay đắng. Đã sang canh ba, mà Nguyễn Hoàng vẫn thấy đầu óc tỉnh rụi, giấc ngủ không thể đến với ông ông cũng không thể san sẻ lòng mình với ai bây giờ được có tiếng chân người đi lại ngoài chướng những người lính gác đi tuần ít khi vào gần chướng của ông trong đêm chắc là có ai đến trình báo việc gì khẩn cấp đây ông gọi to ai ở ngoài đó vào đi ta đang thức đây người bước vào chướng là đỗ chiêu ông chiêu có việc gì khẩn cấp chăng thưa tướng công không có việc gì khó ngủ quá thấy tướng công còn đỏ đèn nên đến đây. Vậy thì uống trà chờ sáng cùng ta. Họ ngồi lặng lẽ uống trà không nói với nhau một điều gì cả. Về sáng không gian càng tĩnh bịch, chỉ có gió bấc mang hơi lạnh đang thổi ngoài chướng. Hai con người này hình như ít nhiều hiểu được tâm trạng của nhau lúc này. Đó là hai người cùng yêu quý Ngọc Lâm và cùng nhau thức trắng đêm nay vì người con gái ấy. Phạm Dữ và Nguyễn Thiệu được lệnh vào Quảng Nam gấp vì trong đó đang có những sắc rối giữa các làng Việt và làng Trăm. Không chỉ vậy, các tộc họ theo vua Lê Thánh Tông vào Quảng Nam từ năm Hồng Đức thứ hai 1471 đang có chuyện tranh chấp đất đai, nhiều nơi xảy ra xô sát, đã có vài án mạng hiện tình không phải chắc dừng lại ở những chuyện như vậy đoàn quận công nói hai anh là người xứ đó quen thuộc thông thổ hãy thay tôi dọn dẹp yên ổn cứ theo phép công mà hành xử không được bày thêm việc phiền dân cũng không được bỏ việc lợi dân các anh tính sẽ đi đường bộ hay đường thủy nguyễn hoàng chỉ dặn dò có như vậy mọi việc chuẩn bị lên đường hai người phải tự liệu với một điều bắt buộc phải lên đường vào sáng hôm sau. Đang mùa gió bấc, Phạm giữ Nguyễn Thiệu thuận với nhau dùng đường biển để vào Quảng Nam nhanh hơn. Một chiếc ghe bầu chở theo đoàn tùy tùng 15 người rong buồm trực chỉ vào cửa Đại Chiêm. Vào những năm đoan quận công nhận chức tổng quản cả hai xứ Thuận Quảng, thừa tuyên quảng nam có danh giới từ ngọn sông thu bồn đến chân đèo cù mông giáp với phú yên thời các tổng trấn bùi tá hán rồi sau đó nguyễn bá quỳnh cái danh giới sông thu bồn chia hai xứ thuận quảng đã rất mập mờ vì người dân hai bên sông vẫn đi lại với nhau chẳng có gì cản trở có lẽ cái danh giới thực tế là ngọn núi lớn hải vân với một con đèo hiểm trở cho hai vùng thuận quảng từ ngày đoan quận công kim luôn tổng chấn quảng nam cái ranh giới theo sử sách ghi lại đó lại càng mập mờ hơn vì cả thuận quảng cùng chung một thủ lĩnh xuôi gió xuôi nước mới hơn một ngày mà đã thấy bóng cù lao tràm thấp thoáng trong sương mù nguyễn thùy nhớ lại chuyện anh bị dân đảo bắt giam mười mấy năm trước với những kỷ niệm ấm áp nếu ghé vào đảo chắc nhiều người còn nhớ anh nhưng đây không phải là chuyến du ngoạn cái bờ đất phía tây xa mờ kia đang chờ anh cùng người đồng hương phạm giữ các quan cai trị trong ấy chắc đang ngày đêm mong có người mang ý chỉ của đoan quận công giúp họ cai trị vùng đất nhìn bề ngoài có vẻ êm ả nhưng bên trong lại đang xáo động dữ dội nguyễn thiệu chỉ tay vào cái vệt bờ xám ngắt phía tây nói với phạm giữ cùng với người lái ghe trước mặt là cửa đại chiêm sóng đang lớn, không biết có vào đổi không. người lái ghe quê Thăng Hoa thông thạo luồng lạch cả vùng Quảng Nam đang cầm lái nói to trong tiếng gió. vô được quan lớn an tâm. trước ghe bầu lựa theo luồng nước tránh những ngọn sóng lớn nhích dần vào cửa biển. trên cột buồm chính chỉ để nửa cánh buồm nhỏ hướng gió bấc đang săn sóng trùm qua ghe, nước rào rào dưới chân người. Đoàn thủy thủ dốc sức tát nước ra khỏi khoang, tưởng như công việc ấy chỉ ngừng vài khắc là chiếc ghe bầu sẽ bị chìm xuống biển. Càng vào gần bờ, sóng càng lớn. Hồi bị bắt oan ở Cù Lao Tràm, Nguyễn Thiệu từng nghe dân trài nói trong những ngày biển động ghe thuyền thường bị lật ở những vùng gần bờ vì sóng ở đây lớn hơn ở ngoài khơi. Người lái ghe ôm gì lấy tay lái lựa sóng, lựa nước dìu con thuyền đi, miệng không ngớt hò hét đám thủy thủ phải liền tay tát nước. Phạm Dữ cũng đến gì tay lái giúp người lái ghe, còn Nguyễn Thiệu cũng chằn mình tát nước với anh em. Hơn một canh giờ vật lộn với sóng với gió, với nước, chiếc ghe bầu cũng qua được cửa Đại Chiêm, lọt vào sông Thu Bồn việc đầu tiên của phạm dữ và nguyễn thiệu là lên bờ tìm đường đến dinh chấn đã nhiều năm chưa về quảng nam tuy không nói ra với nhau nhưng cả hai con người này đang bồi hồi trước cảnh vật cố hương con đường mòn người ngựa có thể đi được dọc sông thu bồn lên dinh chấn cây cỏ sắc sơ dưới ngọn gió trướng. không gian đượm buồn vì tiếng xào xạc từ các rặng tre hai bên đường từ trong các làng mạc thưa thớt vọng đến tại Dinh Trấn. Người ta đón tiếp hai sứ giả của đoan quận công không được nồng nhiệt lắm. Tại sao Dinh Trấn lại vắng hoe thế này? Phạm Dữ hỏi người ký lục đang rót nước mời khách. Dạ, các quan trong Dinh đi về các phủ để dẹp loạn. Chỉ có bọn người thu thuế như tụi tôi thì không có việc làm nên ở lại coi Dinh thôi. Họ về những đâu? Về nhiều nơi. Các phủ thăng hoa tư nghĩa hoài nhơn huyện nào cũng có chuyện nhiễu nhương, nơi thì giặc cướp nổi lên, nơi thì người Việt giành đất với người trăm, lại có nơi người Việt với nhau cũng đánh nhau vì người đến trước không cho người đến sau chiếm đất. người ta nói đây là thời thái bình, nhưng đâu phải, còn loạn ly lắm. nhưng sự cố ở đâu, xã nào, làng nào? thưa, tôi ngồi đây làm sao biết được? các quan lớn cũng ngồi đây chờ, dăm bảy bữa nữa sẽ có người về thì có tin biết rằng có ở đây mấy ngày nữa cũng chẳng thêm được điều gì có ích, Phạm Dữ bàn với Nguyễn Thiệu qua sông Thu Bồn vào quê anh trong ngũ hương mới hòng tìm ra tin tức. Đã quyết xong, họ lên đường ngay trong buổi sáng hôm ấy. Hơn 10 năm mới gặp lại cha, Phạm Dữ thấy ông chẳng già đi chút nào, có phần còn quắc thước hơn trước. Còn ông Phạm, khi gặp con lại không vồ vập như ngày trước. Có lẽ trong mắt ông, con trai theo được đoan quận công thì chẳng có gì phải âu lo nữa. Ông lên giọng. Này anh, đã có được công tích gì chưa? Hay đang gây phiền toái cho ngày tổng chấn? Thưa cha, con không để cha phải hổ thẹn vì sinh ra con. Phạm Dữ cũng bắt trước cha cao giọng. Vậy thì có gì đáng mừng bằng? Ông Phạm đưa hai tay đẩy từng người cùng đi với Phạm Dữ vào nhà. Đến lượt Nguyễn Thiệu, ông hỏi, người này là ai? Nguyễn Thiệu nói, dạ, con cũng là người Quảng mình đây. Thời nhỏ, con đã nghe danh bác nhiều lắm rồi ạ. Gia đình trừ ở đâu? Mẹ con trong tư nghĩa, con theo anh giữ ra phò tá đoan quận công cũng đã nhiều năm rồi. Vợ con gì chưa? Dạ, như anh giữ, chưa tính vợ con. Vậy thì lần này, tôi sẽ hỏi vợ cho cả hai đứa. Rồi ông gọi lớn vào nhà trong, mấy đứa bay, có gì cho quân quan ăn không? Phạm Dữ còn thấy niềm vui của cha có pha chút giễu cợt khi ông nhìn anh nhếch mép cười. Chắc ông đang nghĩ anh chẳng có tài cán gì để điều binh khiển mã, dù anh có đem theo hơn chục người tùy tùng. Ông cũng chưa biết công việc của anh lần trở về Quảng Nam này là gì, anh cũng khẽ mỉm cười với cha. Không biết bằng cách nào mà những người hầu hạ trong nhà đã dọn được một bữa tiệc nhanh như vậy trên năm cái mâm đồng đã có món thịt lợn luộc món cá chép chiên món thịt gà xé có bánh tráng có mì lá có những rổ rau sống vừa hái ngoài vườn vào ông phạm không mời mà lệnh cho mọi người ngồi xuống chiếu hai vò rượu đặt ở hai góc nhà ông phạm bỗ vai con này anh Việc quan có gấp đến đâu cũng phải ăn uống đã, tôi là dân, quan cần dân trễ, rót rượu ra đi. Qua vài chung, ông Phạm càng thêm hoạt bát. Ông cho dẹp các chung nhỏ bằng sành lại, rót rượu vào bát chiết yêu có hoa xanh rồi uống xoay vòng. Chỉ cần hai canh giờ, những người lính đi theo Phạm giữ đã bại trận nằm la liệt trên chiếu, nhiều người nôn ói tại chỗ ông phạm thì vẫn tỉnh khô lôi con trai ra sau nhà uống trà anh chưa say vậy là tốt anh hãy nói cho cha biết đoan quận công sai anh vào đây là vì việc gì vậy phạm dữ tuy chưa thật say nhưng đã choáng váng anh tu một gáo dừa nước lạnh để tỉnh táo trở lại trước khi ngồi vào bàn trà mới cha anh cũng học được đoan quận công cách phải giữ im lặng vài khắc trước khi nói lúc mới vào chuyện phạm dữ không hào hứng lắm vì lúc này anh chỉ muốn tìm chỗ nằm đánh một giấc sau bữa rượu anh nói cho cha biết việc mình nhận lệnh đoan quận công theo đường biển từ cửa yên việt vào cửa đại chiêm rồi lên dinh chấn từ trà bát đoan quận công nhận được tin trong này đang có nhiều chuyện bê bối cần có người vào giải quyết tại chỗ những bê bối đó Thưa các bạn, Ngọc Lâm đã sử dụng mỹ nhân kế thành công, giúp đoàn quận công thoát khỏi cảnh hiểm nguy. Tuy nhiên, sau khi phá giặc lập bạo, nàng về quê dưỡng thương, không còn muốn lưu lại ở doanh trại. E sợ nàng nghĩ quẩn, đoàn quận công đã tìm Ngọc Lâm để nói chuyện. Sau cùng, để đáp nghĩa với người thị nữ trung thành, ông đã quyết định tác hợp cho nàng với văn hùng bá Vũ Doan Trung. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? các bạn cùng chờ đón những chương trình đọc truyện dài kỳ tiếp theo thân ái chào tạm biệt các bạn